Ở tập trước, Alibaba đã phát hiện ra kho báu của 40 tên cướp. Anh rất vui mừng mang tiền vàng, trang sức về nhà khoe với vợ, nhưng nàng đã hoài nghi. Phải mất 4 ngày, cô mới tin đây là kho báu của bọn cướp và dám sử dụng đến. Cả hai bàn bạc sẽ qua nhà Kasim mượn cân để cân những đồng tiền vàng. Đến đây xem cái này nè. Thủ lĩnh xem đây nè. Tiền vàng này là tôi cướp được của bọn lái buôn người nước ngoài. Ngài coi kỹ đi. Đúng rồi. Như vậy là người có những món này đã đi ngang qua đây vào rừng. Nó đã vào được hang động của chúng ta. Anh Kasim ơi, anh có nhà không? Thưa ngài, có Alibaba tìm, ngài có tiếp không? Cái tên này, có việc gì mà cứ tìm ta suốt vậy? Chú mày lại đến đây mượn tiền nữa phải không? Vợ chồng em đến đây để hỏi mượn anh chị cái cân. Sao? Mượn cân à? Bọn bay cân gì, bà sẽ biết hứa. Hả? Đồng tiền vàng? Tụi nó cần những đồng tiền này sao? Phải điều tra cho ra kẻ nào cả gan dám đột nhập vào đây lấy vàng của ta.